Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Lan sẽ giới thiệu với mọi người một cái video, và cái đây là một cái địa điểm mà Lan đã đến hồi tháng 10 năm ngoái. Ở đây có tên là Đền Thánh Giuse và được tọa lạc ở trên một cái đồi rất là cao của thành phố Montreal, Canada. Và Lan đang ở trước cửa cái đền thánh, ngó qua bên kia đường, đây là một cái trường đại học. Trường đại học này, trường đại học Đức Bà nha mọi người. Mình thấy rất là đẹp ha. Thì Lan sẽ quay cho mọi người coi đền thánh. Lúc này là cái đền đang sửa chữa ngoài trước. Thì trước cái đền thánh Giuse thì có tượng thánh Giuse đang ẵm Chúa Giêsu, và cái sân này rất là đẹp. Mình tiếc là mình đến lúc mà nó đang sửa chữa đó, không cho mình vô, và mọi thứ đã đào và xới lên, chắc bây giờ là đã có thể đã hoàn thành và đẹp rồi. Thì cái chỗ này mùa thu đó các bạn, bạn coi lá này nó vàng nó đỏ hết, rất là đẹp luôn. Cái đây là cái vườn hoa trước cái hàng rào của cái đền thánh và xung quanh đường đó mọi người. Mùa thu á, hoa, những cái hoa đẹp ha. Ở đây là có những cái chiếc xe bus này nè, họ bỏ người đi lên đi xuống để vô đền và đi thăm viếng đó, cho nên bình thường cũng náo nhiệt lắm. Mình đi vô nhà thờ nha các bạn. Đi ngõ này Lan đang ở đứng ở cái parking nè, parking ở trên lầu. Bằng lối trên đó mới vô được hả? Ok. Mà chắc chắc mình lên đó mình có đường đi không, mà mình đẩy lên đó cho nó mệt. Ok. Dạ. Em kiếm đường đi lên. Đẩy thằng Bảo nó ngủ vô xe phải đẩy đi. Chứ không không này xung quanh là cái parking á. Giờ mình đi cơ, đang quay cho các bạn coi cái nhà xe đó anh, đó đó cao không? Trời ơi, đi đi lên đó hả? Ok, đi lên trên đó, đi lên trên đây nè các bạn, có cái lối đi riêng. Nhà thờ này có tên là nhà thờ Thánh Giuse ở ở cái độ cao cao nhất của cái thành phố Montreal luôn, nằm ở trên một cái đồi và ở dưới đó mình chạy lên trên này. Mà tại nãy là ngồi về sau là không có quay được, ngồi về sau nó bị trắng á, thế mà ngồi về trước thì quay cái đường đi lên dốc các bạn coi, nó cũng không có đẹp gì lắm, nhưng mà mình đi lên cái độ cao hơi cao nhìn xuống cái thành phố ở dưới kia. Là anh Huy anh nói là cái nhà thờ này hồi xưa nó có cái bí tích là những người mà bị tai nạn mà bị liệt rồi đó, người ta chống gậy người ta đi lên đây đó. Thì khi mà người ta lên đây, người ta bò, người ta lết lên bằng cái nạng đó. Và khi ta lên ta cầu nguyện thì người ta đi xuống lại và người ta không vứt cái nạng ở trên đây. Cho nên trên này nó treo rất là nhiều cái nạng. Đó, cái Maple này các bạn ơi, chụp hình không? Đây, chụp hình giùm em đi anh. Cho người ta vứt cái nạng đó mà người ta đi xuống thì nó còn nằm ở trong cái lịch sử là như vậy đó. Để chụp cái hình cái ha. Bây giờ mình đi vô cửa của nhà thờ. Và bên đây là nhà thờ chính này các bạn, mình đang đứng ở trong cái sảnh của nhà thờ chính. Thì nhà thờ chính ở lầu 3, mọi người lái xe lên thẳng cái parking đang đứng hồi nãy đó, là vô thẳng cái lầu 3 luôn, vô cái nhà thờ chính. Đây là những cái hàng ghế trong nhà thờ. Nhà thờ rộng lớn lắm mọi người, và cao thoáng. Đây là cái cung thánh đây. Mình đến thì không có giờ lễ. Hồi nãy bước vô cửa thì đi qua 14 chặng đàng thánh giá, và Lan đi mà mình lo cũng vừa coi vừa cầu nguyện đó, mình không có quay phim. Ở đây là cái cung thánh chính, có cái đèn rất là đẹp. Và mình quay hướng lên trên nữa thì đây là cái mái vòm của cái nhà thờ, là cái đỉnh của nhà thờ màu xanh hồi nãy về trước mình nhìn thấy đó. Mình ở trên cái tầng cao nhất luôn là lầu 3 mà. Và đây là cái trước cửa nhà thờ đó mọi người, đi ra về cái ban công về trước là cái hướng đi sau lưng Lan ngồi đó. Mình cầu nguyện rồi xong mình sẽ đi ra ngoài trước. Tổng quan rất là đẹp ha. Ông nhiều quá. Ông hay con gì? Con ladybug hả anh? Ladybug ở đâu nó bay nhiều chứ. Lan đang đứng trước cái cửa của cái cung thánh nhìn ra. Và cái cảnh rất đẹp hả các bạn, mùa thu á, lá màu vàng màu cam nó đổi màu quá, nhìn xuống thành phố Montreal rất là đẹp. Cái nhà thờ này nó đang đứng ở trên một cái núi nha mọi người, cái núi này có tên là Royal Mount, là núi Royal. Thì ở trên đây á là nhìn xuống cái trước á, về trước người ta đang xây sửa, nó không có đẹp như mọi khi ha,
Bây giờ ta nghĩ chắc là nó xong rồi á. Bây giờ sắp tháng 10 lại rồi, đã 1 năm rồi. Mình đứng đây mình nhìn lên đẹp quá ha. Hả? Ở dưới kia là cái bậc thang lớn lắm. Bây giờ em đi xuống đó thử nha. Anh đi không? Anh đi không? Hiện tại thì mình đang đứng chỗ một cái quầy lưu niệm, và cái chỗ này bạn thấy cái vị thánh mà mặc bộ đồ màu đen không? Đây là vị thánh Andre, người đã sáng lập và xây dựng đền thánh Giuse. Thánh Andre ngày xưa là khấn tu ở dòng thánh giá và người được ơn của Đức Chúa Trời, cho nên là người chữa bệnh và làm nhiều phép lạ để giúp cho những người mà cần sự giúp đỡ đó. Thì cái thánh này ở đây rất là nổi tiếng và được bán nhiều tượng của thánh lắm. Cái này đeo cổ nè Honey, này bỏ vô mặt dây chuyền đeo nè Honey, cái này mở vô cái mặt dây chuyền để đeo nè. Để mình coi thử nha, tượng Đức Mẹ đó, Đức Mẹ với hình trái tim. Đây là hai cái cầu thang uốn lượn bên hông nhà thờ để đi xuống cái mặt trước của nhà thờ. Và Lan rất là thích cái cây này, nó làm nổi bật cả một vùng trời. Mình đi xuống lầu 2, mình đang ở trong cái chỗ lầu 2 đây. Lầu 2 là cái nơi trưng bày nha các bạn, ở như là một cái viện bảo tàng á, trưng bày những cái đồ cổ khắp nơi, sưu tầm. Hồi nãy Lan đứng ở trên cái cầu thang á, chỗ 4 cái cột đó đó. Mình đi xuống lầu 1, mình coi. Ở dưới cái lầu 1 nó có cái chỗ mà người ta để cái nạng á, xong người ta leo lên cái cầu thang đó. Bây giờ đi xuống lầu 1 ha. Bây giờ thì mình đang ở tầng 1 nè các bạn. Ở đây có mấy cái tấm phù điêu á, điêu khắc của người Canada đó. Và họ đặt 8 tấm phù điêu như vậy ở đây. Và đặt trước các tấm phù điêu là nến để cho mình đốt, mình cầu nguyện. Mỗi lần mình muốn cầu nguyện thì mình đốt một cái nến lên. Và bạn bỏ bao nhiêu tiền tùy ha. Giống như mình, và đây là cái giàn nạng mà người ta đã bỏ lại và treo ở đây. Mình vào đây á, nó gọi, giống như người ta gọi là nguyện đường khấn đấng du xe, đất thánh du xe, là cái nguyện đường tất cả đến đây là để khấn và cầu nguyện thánh du xe đó mọi người. Thì họ đặt nhiều nến và các cái tấm phù điêu á, nhìn rất là linh thiêng. Thầy Lan đi vào đây thì hôm nay đó cũng vắng vắng, mình đi mình cũng sợ sợ, rất là yên tĩnh đó mọi người. Mấy cái tấm phù điêu rất là đẹp ha. Và đây là tượng Thánh Giuse được đặt ở đây. Trước tượng Thánh Giuse là hàng ngàn cái nến để cho mọi người đốt để cầu nguyện đó mọi người. Sau cái đền Thánh Giuse này là một cái mộ của vị Thánh Andre hồi nãy Lan có nói đó. Thì cái vị Thánh Andre được chôn cất ở ngoài sau cái tượng Thánh Giuse đó. Ở sau lưng của Lan đi thẳng lên đó là ở trên đó có một cái nhà nhỏ nhỏ, có ông cha ngồi ở đó, và các bạn muốn xin phép lành hay là muốn làm phép lành cho những cái vật kỷ niệm mà mình mua ở trên cái gift shop hồi nãy đó, thì mình có thể đến đây và mình xin cha làm phép chữa lành hay là ban phép lành hoặc là làm phép cho những cái vật mình mua ha. Và có nước thánh ở đó nữa, mình có thể lấy nước thánh và xin cha làm phép ở đó luôn. Và Lan quay lại chỗ cái tượng thánh Giuse ở đây. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài sau. Giờ mình đi sẽ đi ra cái cầu thang á, ở dưới nhà luôn.
thờ cổ hồi xưa đó. Đây, tuyết bao hết. Đi đây hả? Đi đâu vậy anh? Ở đây là cái đá, trời ơi, ở đây là cái vách đá nè. Ở đây là cái vách đá đó. My goodness. Họ xây cái nhà vô cái chân núi à. Và nước nó chảy ra nè các bạn ơi. Ở đây là nước nó chảy xuống đây nè. Họ xây vô cái sàn đá vậy. Xây vô cái chân đá vậy hả? Nước nó chảy róc rách ra nè. Nhà thờ này được xây sát cái chân đá ở trên. Hồi nước nó chảy ra coi, mát ha. Ở đứng đây mát ghê luôn á. Hồi nước nó chảy róc rách xuống ha. Và trên đây là cái bảng để dẫn đi qua cái mộ của thánh dòng á, của thầy dòng Andre. À, thánh Andre thì người ta gọi là thầy dòng Andre, Lan đọc thì Lan biết như vậy đó. Thì thầy dòng Andre sinh năm 1845 và mất năm 1937, coi như hưởng thọ 91 tuổi đó mọi người. Thì những thông tin này mình cũng coi trên internet, và mình đi thì mình cũng nên tìm hiểu coi cái nơi mình đến như thế nào đó, chứ mình cũng không có rành lắm ha. Giờ mình sẽ đi ra lại, và bạn thấy cái cửa nhỏ về trước không? Ở đó là một cái nhà thờ nhỏ. Ở tầng 1 này có một cái nhà thờ nhỏ, về sau cái cửa này là cái nhà thờ đó mọi người. Thì mọi người đang cầu nguyện, lúc nào cũng có người cầu nguyện ở trong đó ha. Ở bên cái cây màu vàng này và đi ra ngoài sau đó mọi người, có một cái khu vườn rất là đẹp. Nếu các bạn có thời gian đến đây thì cũng nên khám phá cái vườn ở dưới này ha. À, chúng chụp hình cái cây này ha. Cái cây này đẹp quá các bạn ơi. À, mình đi xuống trước cái nhà thờ này, tại vì cái cổng chính người ta chặn đó. À, mình phải đi xuống bằng cái cổng này. Ở trong mình đi ra không có được. Thì ở ngoài trước là cái view rất là đẹp luôn ha. Hồi nãy Lan có cầu nguyện trong cái nhà thờ, xin ông cha ban phép lành và xin lễ. Đây là mình đang đi bộ đi ra ngoài trước luôn nè. Nếu mà đến đây được đến mùa thu đó các bạn, thì lá ở đây rất là đẹp ha. Miền Bắc Canada, và Canada nó lạnh đó. Lá vàng nó đổi rất là đẹp luôn. Bây giờ Lan sẽ đi về, Lan đứng ở đây, Lan đợi ông xã Lan lái xe xuống núi và đón Lan để đi về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hãy like, share và nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Chúc cho các bạn nhiều sức khỏe, bình an. Bye.